Thì chúng tôi vẫn đang ở địa phận tỉnh Thanh Hóa. Sự cố đầu tiên đã xảy ra đó là lớp sau của chúng tôi đã bị xịt. Rồi đi lưu trong đây đi kia đây. Anh Kiên tỏ ra khá là căng thẳng sau khi phát hiện ra sự cố bục lốp xe của mình. Mặc dù chúng tôi có mang theo đồ vá nhưng mà vẫn mong là sẽ có người vá. Một con vít rất to. Và sau đây thì thợ vá xe chuyên nghiệp nhất đất Quan Nhân sẽ trình diễn tiết mục vá xe của mình. Xin mời anh Vũ Đức Hoàng ạ. Và đây đồ đạc của các bạn. Đây là một ca rất dễ thường gặp và trình diễn sinh nhật. Rồi nhiều lần vá xe rồi nhưng mà đây là lần đầu tiên bỏ tiền để chiếc bơm to như thế này. Anh có dư đúng không ạ? Quay đèn cho kia. Đây, to không? Bơm to như này. Cây đang coi trong thung lũng. Có gì không? Có đôi ai vỉ ở tôi đâu ạ? Đẹp lắm. Biết làm ạ.
quay cảnh đi lên mạng. Cảnh vặn con vít từ từ lốp ra. Khá khó hiểu. Vâng. Tay cắm vào vào tay nó lên nè. Chào các bạn. Bây giờ là một buổi sáng và không khí rất là mát ở Nghệ An và chắc hơn ở thành phố Vinh. Tôi cùng hai đồng bọn của mình đang lang thang đi tìm một quán cháo lươn ngon để suốt lươn. Và thực ra thì bây giờ tôi đi lòng vòng mãi từ bây giờ thì cũng chưa thấy. Có vẻ là cũng bắt đầu lạ lạ vì cái danh điểm anh lươn xứ Nghệ. Rất là mong tôi sẽ tìm một quán cháo lươn ngon bây giờ để có thể thưởng thức và đỡ một cái gì đó buồn buồn vì đã không được thưởng thức món đặc sản ở đây. Rồi, cảm ơn các bạn. Đang đi lên một con đường rất đẹp của thành phố Vinh. Các bạn có thể nhìn thấy hai bên làn cây rất là xanh ạ. Không ở giữa thì có đường. Không chẳng hết như ở Hà Nội. Rất đẹp. Tuyệt vời. Thank you.
Quay lại, dừng. Trâu nhiều quá.